Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, ngày 28 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc, cán bộ ngân hàng, để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 9, khi tổ kiểm soát triển khai nhiệm vụ xử lý nồng độ cồn tại tỉnh lộ 295B, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Thời điểm trên, Đại úy Nguyễn Thành Hưng, tổ viên tổ công tác đề nghị kiểm tra nồng độ cồn, nhưng ông Lê Ngọc không chấp hành và dùng tay gạt máy đo nồng độ cồn, có lời lẽ không đúng mực với lực lượng cảnh sát giao thông. Ông Ngọc còn dùng tay đấm vào vùng mặt Đại úy Hưng. Qua xác minh, ông Lê Ngọc là cán bộ một ngân hàng, chi nhánh Tiên Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện. Ngày 18 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh có công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh để tiến hành xử lý đối với cán bộ công chức đảng viên vi phạm luật giao thông đường bộ theo quy định.